Xin kính chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về đề tài là cách bung mực bậc tam cấp tại khu vực bồn hoa tầng 1. Đối với công tác này, chắc nhiều bạn sẽ nghĩ là đơn giản. Tuy nhiên, trường hợp mà mình đề cập trong ngày hôm nay sẽ phức tạp hơn một chút. Và phức tạp như thế nào thì mình sẽ trình bày ngay sau đây. Và trình tự bung mực trong trường hợp này là ta sẽ bung mực từ bậc thang trên cùng đến các bậc thang bên dưới. Chúng ta đến với bước đầu tiên là chia chiều cao của các bậc thang. Chiều cao của bậc thang thì ta sẽ căn cứ vào bản vẽ shop đã được phê duyệt là 178 mm. Tuy nhiên, để chia và đánh dấu chiều cao của các bậc thang thì ta cần xác định được cốt hoàn thiện của chân bậc tam cấp và cốt hoàn thiện của bậc thang trên cùng. Đầu tiên là cốt cao độ hoàn thiện của chân bậc tam cấp được xác định như sau. Ta không thể căn cứ vào cốt cao độ trong bản vẽ vì sẽ không chính xác, mà ta sẽ căn cứ vào cao độ hiện hữu của bó vỉa đường giao thông bên ngoài công trình. Sau đó sẽ lái dốc ngược 3% về phía chân bậc tam cấp. Hay nói cách khác là ta căn cứ vào cốt cao độ hiện hữu của bề mặt lát gạch vỉa hè tại vị trí chân bậc tam cấp. Tiếp theo là cốt cao độ hoàn thiện của bề mặt bậc thang trên cùng. Cốt cao độ này sẽ lấy theo cốt cao độ của công trình bằng cách là dẫn truyền cốt cao độ chuẩn từ trong công trình đến vị trí thi công. Sau đó ta sẽ đo và đánh dấu cốt cao độ của bề mặt bậc thang trên cùng theo đúng với cốt cao độ trên bản vẽ. Ví dụ trong trường hợp này, cốt cao độ chuẩn đã được dẫn truyền là dương 1380 mm và cốt cao độ hoàn thiện của bề mặt bậc thang trên cùng là dương 890 mm. Do đó, khoảng cách đo để đánh dấu là 490 mm. Như vậy, sau khi đã xác định được hai cốt cao độ trên thì ta sẽ có được chiều cao tổng của các bậc thang và ta sẽ tiến hành chia bậc. Theo hiện trạng thì bậc thang số 2 là dầm bê tông cốt thép, nên khi chia chiều cao bậc ta sẽ chọn cao độ của dầm bê tông để chia chiều cao cho bốn bậc thang phía trên. Vì sao ta phải làm như vậy? Bởi vì là dầm bê tông là cố định, nên dù cao độ của bề mặt dầm có sai số đi nữa thì việc lái theo cao độ của dầm bê tông để chia cho chiều cao bậc của các bậc thang phía trên là khả thi nhất. Và trong nhiều trường hợp, cao độ bề mặt dầm không ngang bằng hoặc là cao độ hai đầu của dầm bê tông này chênh lệch nhiều ít thì tùy vào mức độ mà ta sẽ tiến hành đục phần bê tông bị cấm hay là giữ nguyên cốt cao độ đó để thi công. Như vậy, trong trường hợp này, bốn bậc thang phía trên sẽ có chiều cao bậc là 178 mm và bậc thang số 2 là dầm bê tông này cũng có chiều cao bậc là 178 mm. Còn bậc thang cuối cùng thì chiều cao sẽ đo theo thực tế. Và chúng ta còn phải lưu ý là việc chia chiều cao bậc phải đảm bảo là chiều cao bậc của năm bậc thang phía trên không chênh lệch quá nhiều so với bậc thang dưới cùng. Chúng ta chuyển qua bước tiếp theo là chia bề rộng của các bậc thang. Theo bản vẽ thì bề rộng của các bậc thang là 270 mm. Và có một chi tiết là mặt dẫn của bậc thang số 2 bằng với mặt đứng ốp thành bồn hoa. Do đó, để xác định mặt dẫn bậc thang trên cùng, ta sẽ đo từ mặt đứng ốp thành bồn hoa đến mặt dẫn bậc thang trên cùng với khoảng cách là 1080 mm và đánh dấu lại. Và các bạn cần phải lưu ý là đối với mặt đứng ốp thành bồn hoa khi chưa ốp gạch thì khi đo
còn phải cộng thêm 40 mm. 40 mm đó là bề dày của gạch ốp cộng với lớp hồ dầu dán gạch và bề dày của lớp vữa tô. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quá trình bút mực. Và có một vấn đề đã xảy ra khi đo kiểm tra lại bề rộng của bậc thang dưới cùng. Đó là bề rộng bậc là 280 mm. Nguyên nhân là do mặt đứng ốp thành bồng hoa bị ngã 10 mm. Cụ thể là khi đo để đánh dấu mặt dựng bậc thang trên cùng, vị trí đo có cốt cao độ cao hơn so với cốt cao độ của mặt bậc thang còn đánh dấu, nên khi đo kiểm tra lại, khoảng cách này là 1090 mm. Do đó ta sẽ đo và đánh dấu lại. Ta đánh dấu từ mặt đứng ốp thành bồng hoa ngược lên các bậc phía trên theo bề rộng của các bậc thang là 270 mm. Như vậy, khi đã đánh dấu được cốt cao độ hoàn thiện của bề mặt bậc và vị trí mặt dựng của bậc thang trên cùng, ta sẽ tiến hành đo và bút mực các bậc thang tiếp theo. Thank you.
Như vậy công tác bốn mực bậc tam cấp đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở các nội dung tiếp theo.